Và anh em nhìn này, bắn hai mục tiêu thì Hanabi bắn nhanh cực kỳ luôn. Franco lên bạc đếm số. Cho nên ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ rằng tắt đèn cái gì đấy. Ôi Lava chói chân đến từ Hoa Bỉ Ngạn dùng skill 2 để mà đánh dấu đánh la này và bắn ở trong giao tranh. Kết liễu đi được đó là Hellcurt. Phía bên này là có Melissa bật phấn chấn lên nhưng mà cũng bắn luôn cả Melissa. Ôi rồi ôi. Tôi đã nói với anh em rồi đúng không? Con này nó cứ ôi, tốc biến qua tường, sau đó quay người trở lại trả sát thương các bạn. Ôi rồi ôi, tôi đã bảo với anh em rồi. Con này nó cứ mạnh kiểu gì anh em ạ. Và ở đây mà không thấy team bạn ở đâu cả. Và mỡ bắn, anh em nhìn này. Đấy, đây chính là lý do Hanabi trở nên mạnh này. Nó bắn hai mục tiêu khỏe hơn một mục tiêu anh em ạ. Kết liễu đi được cho hết. Và truy đuổi vào vị trí của đó là Franco. Franco chạy mất dép. Tình huống này là mỡ tốc biến lùi về. Franco kéo mỡ nhưng mỡ có chiêu bột không ấy được. Nhưng mà ở đây Melissa solo bột về bột với mỡ. Nhưng mỡ cũng có cùng. Melissa bây giờ không có cửa solo được với Hanabi. Úi dồi, nó cứ mạnh kiểu như thế nào ấy anh em ạ. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Mỡ không biết dạo này mỡ bị làm sao hay là mỡ cảm thấy làm sao ấy anh em ạ. Nhưng mà mỡ cảm giác cái con Hanabi này nó đang dần dần trở nên mạnh hơn. Không biết anh em có cảm nhận giống như mỡ không, bởi vì là cái tầm rank thần thoại 3, thần thoại 2, thần thoại 1 ý, thì mỡ đang được thấy Hanabi đang được pick rất là nhiều. Thì gần đây, cách đây khoảng chừng là 2 tháng mỡ làm video pick về Hanabi, thì mỡ thấy là cái con Hanabi này búp như vậy nó chưa mạnh. Cảm giác đam nó vẫn rất bé, rất yếu. Anh em nhìn có thể nảy, anh em thấy nảy đam không? Toàn mấy chục đam ở giai đoạn đầu game. Nhưng khi mà mỡ chơi thử ý, thì mỡ lại cảm giác nó mạnh ở chỗ nào đó mà mỡ chưa lý giải được anh em ạ. Nhưng mà từ từ anh em, để mỡ xuống ở đây hỗ trợ cho rừng team mỡ khi mà cái cặp đôi Franco và Fasha đánh quá lão. Như vậy là mỡ có được cái chiến công đầu. Và tiếp tục là dồn sát thương vào mạng của Fasha. Double kill, một tình huống đầu tư tốc biến có thể nói là cực kỳ phù hợp và đánh đổi được để có được cái double kill ở giai đoạn đầu game, có đó mang về một cái lượng tài nguyên khoảng tầm chừng là 400-500 vàng dành cho cái con Hanabi, một cái vị tướng xạ thủ tương đối yếu ở giai đoạn đầu game. Trận đấu này thì mỡ sẽ chơi để mà đối đầu với cả cái cô nàng Beatrix, đối đầu với cả cô nàng Melissa anh em nhá. Thì Melissa đang là hot pick ở meta hiện tại, là xạ thủ có thể nói là top 1, top 2 ở trong những cái trận đấu solo rank, thậm chí là trong những cái giải đấu lớn bên phía của Indonesia, Malaysia cũng như là Philippines. Đấy, Hanabi thì làm cái vị tướng xạ thủ nó yếu từ ngày xưa rồi. Nó mới được búp lên ở giai đoạn gần đây thôi. Và sắp tới một cái thông tin bên lề dành cho anh em là nó sẽ được búp nữa cơ. Nhưng ở đây để mỡ gọi là trao đổi chiêu thức với Hanabi, với Melissa đã. Melissa tuổi gì ăn mỡ, mỡ hơn Melissa một level mà. Ơ kìa, thì hóa ra đầu game vẫn chưa bắn được cái con Melissa. Mỡ biết tại sao anh em ạ. Bởi vì là nếu như mà mỡ muốn ăn Melissa thì mỡ phải tránh được cái mút đồ của nó cơ. Đấy, nó cứ ném mút đồ của mỡ vào mặt mỡ như này này thì mỡ không ăn được nó. Cái mút đồ đấy nó giống như kiểu gọi là nó gần như là x rưỡi, gấp rưỡi đấy đam lên anh em ạ. Cho nên là mỡ không ăn được một cái tình huống là như vậy. Nếu như mà Melissa mà đứng cạnh một cái mục tiêu hoặc một cái vị tướng nào đó ấy, thì mỡ ăn được. Bởi vì sức mạnh của con Hanabi mới ở thời điểm hiện tại là nó nảy qua nảy lại một cái mục tiêu, anh em hiểu không? Nó bắn 1v2 là mạnh nhất so với việc nó bắn vụn 1v1. Bởi vì sát thương đến từ nội tại của Hanabi nó là sát thương nảy, cho nên nó 1-2 được, anh em hiểu không? Ok, và ở thời điểm hiện tại trải qua 6 phút đầu game, mỡ mới chỉ có được 2 mạng hạ gục, 1 mạng phải lên bàn điểm số và 2 mạng hỗ trợ thôi. Sức mạnh của Hanabi đầu game phải thừa nhận với anh em rằng nó không quá khỏe. Nhưng ở thời điểm hiện tại bù lại thì Hanabi lại có được cho mình đó là cái khả năng dọn đường rất tốt với cái nội tại của mình và kèm theo đó là skill 2. Và ở đây một tình huống tất đèn đến từ Hellcurt.
Anh ta dồn ra từng kết liễu đi được Natalia thì phải, thậm chí là cả Nana, nhưng mỡ cũng đã trói chân anh ta lại bằng cái trụ cối hoa bỉ ngạn, và sau đó kết liễu anh ta mang về đó là mạng thứ 3 dành cho Tô Mỡ ở trong cái trận đấu này. Melissa thì đang đánh rất hổ báo, mặc dù cô ta biết rằng là cô ta đang thua Mỡ tới tận gần một level rưỡi, nhưng chất tướng của Melissa ở giai đoạn đầu game có thể ăn được Mỡ. Bản thân cái con Hanabi này thì cá nhân Mỡ cho rằng là nó sẽ bắn được khá là tốt ở giai đoạn giữa cũng như là cuối game nếu như mà nó có đủ đồ. Trong trận đấu này thì dĩ nhiên ở meta hiện tại, nếu anh em muốn con Hanabi khỏe nhanh thì anh em sẽ phải lên đồ hiệu ứng đòn đánh, chứ không phải là lên đồ theo kiểu gọi là phun chí mạng anh em nhá. Lưỡi hái ăn mòn, kiếm diệt quỷ và gậy như ý sẽ là 3 món trang bị mà hoa Hanabi phải cần. Sau đó chúng ta sẽ lên cái cung thân phong, dĩ nhiên nói, yep, bởi vì team bạn có quá nhiều sát thương vật lý đến từ Hellcurt, đến từ Jawhead và đến từ Melissa. Sau đó chúng ta sẽ lên nốt cái món trang bị đó là cái súng nộ năng để mà có thể gây thêm đam. Lên game cùng lắm chúng ta bán cái đôi giày đi để mà chúng ta lên những cái món trang bị phụ trợ hoặc là đồ đam kiểu như là móng vuốt Haas, hải thần chiến kích hoặc là cái trạm phong kiếm để tăng tốc độ tấn công, tăng tốc độ di chuyển của Hanabi. Đó là những cái điều mà anh em cần phải lưu ý về cái set lên đồ rất là đơn giản. Bảng ngọc của Hanabi thì anh em cũng sẽ dùng cái bảng ngọc xạ thủ điểm tài năng bậc thầy vũ khí. Và anh em nhìn này, bắn hai mục tiêu thì Hanabi bắn nhanh cực kỳ luôn. Franco lên bạc đếm số, Joel cũng bay mở mỡ tốc biến luôn vậy. Nhưng mà không tốc biến được, bị câm lại anh em ạ. Đủ. Nhưng anh em thấy không, bắn hai mục tiêu thì cái con Hanabi này bắn đau vai đồi. Cho nên đây chính là cái lý do, đây chính là cái điều mà mỡ cho rằng nó là sức mạnh của Hanabi. Và sắp tới khi mà cái skin All Star của Hanabi được cho ra mắt, cái Moonlit Star ấy, thì chắc chắn Hanabi sẽ còn được tăng sức mạnh nữa. Cái điều đấy là cái điều phải khẳng định với anh em. Cho nên ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ rằng tắt đèn cái gì đấy. Ôi Lam à, trói chân đến từ hoa bỉ ngạn, dùng skill 2 để mà đánh dấu đánh la này và bắn ở trong giao tranh. Kết liễu đi được đó là Hellcurt. Phía bên này là có Melissa bật phấn chấn lên, nhưng mà cũng bắn luôn cả Melissa. Ôi dồi ôi, tôi đã nói với anh em rồi đúng không, con này nó cứ ôi tốc biến qua tường, sau đó quay người trở lại trả sát thương các bạn. Ôi dồi ôi, tôi đã bảo với anh em rồi, con này nó cứ mạnh mạnh kiểu gì anh em ạ. Thế luôn. Có lẽ là Moontoon đang có được những cái động thái búp ngầm đến từ Hanabi. Thì cũng phải thôi, Moontoon đã búp khá nhiều cho cái cô nàng xạ thủ này rồi. Nào là búp chiêu 1 bây giờ có thể kích hoạt được giáp ảo sao cho nó chủ động hơn. Chiêu 2 sẽ có thể giúp bắn lan gây sát thương được nhiều hơn. Và chiêu cuối nó sẽ đam nổ nó to hơn. Nó sẽ không còn cái thời gian delay độ trễ để nổ hoa giống như là cái chiêu cuối hoa bỉ ngạn nữa. Đấy, nhưng mà cái con Hanabi này theo góc nhìn quan điểm cá nhân của mỡ thì nó vẫn phải nên búp một tí trước khi mà cái skin Moonlit All Star, Moonlit Ninja được cho ra mắt trong thời gian tới. Bởi vì nếu như mà cái con Hanabi này búp thêm tí nữa thôi, khả năng cao nó sẽ thành hot pick và nó sẽ quay trở lại meta hiện tại anh em ạ. Búp những cái gì? Thì theo góc nhìn quan điểm của cá nhân mỡ nhá, đầu tiên là búp cái giáp ảo đến từ chiêu 1 nó nhiều hơn một chút xíu. Búp thêm giảm thời gian hồi chiêu đến từ cái giáp ảo, hoặc là nó sẽ cho một cái cơ chế để mà giúp cho cái chiêu 1 này nó giảm thời gian hồi chiêu nhanh hơn. Đó chính là cái con Hanabi này ném chiêu 2 mà trúng từ hai mục tiêu hoặc một mục tiêu trở lên thì nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 1. Nó lại là hợp lý anh em ạ. Và ở đây mỡ không thấy team bạn ở đâu cả. Và mỡ bắn, anh em nhìn này, đấy, đây chính là lý do Hanabi trở nên mạnh này. Nó bắn hai mục tiêu khỏe hơn một mục tiêu anh em ạ. Kết liễu đi được cho hết và truy đuổi vào vị trí của đó là Franco. Franco chạy mất dép, cặp đôi Franco đang gọi là được cả tái hiện. Nhưng mà ôi không chạy được anh em ạ. Cái con Fasha nó rộng cái vũ hỏa thiên kích mà cái con Hanabi này đúng là đuổi luôn. Có cách nào để mà đào thoát được rồi anh em ạ. Ok, phút thứ 11, trận đấu này mỡ cũng đã có được 10 mạng hạ gục rồi. Trong khi đó thì team bạn ở một tình huống họ giao tranh lẹ, họ mất đi cho mình đó là Gilgen và Dairot. Team mỡ còn mỡ, Natalia và Nana, mỡ sẽ lên trong cái tình huống này một tình huống ném hoa bỉ ngạn trúng. Và sau đó là dồn sát thương. Ui anh em nhìn kìa, tốc biến đi đâu, ông tốc biến đi đâu. Rồi tốc biến đi đâu, không thoát được khỏi thằng tôm mỡ này đâu. Hanabi này bây giờ khỏe lắm, Hanabi này bây giờ lạ lắm anh em ạ. Nó cứ khỏe khỏe kiểu gì ý. Kiểu cảm giác nó bị vô lý, đam thì nảy lên bé tí, nhưng mà bắn vẫn phải gọi làm cho team bạn nó bị ý anh em ạ. Này thì đánh đấm cái gì hả các ông. Đường giữa là có Franco, có Fasha ở đường trên. Mỡ sẽ dùng cái nội tại kèm theo đó là cái skill 2 của mình để mà đẩy đường một cách thật nhanh chóng. Sau đó sẽ là lờn vờn quanh đây. Franco muốn kéo mỡ nhưng mỡ chỉ cần bật chiêu 1 lên thôi là sẽ được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế anh em ạ. Franco vẫn đang lờn vờn ở đường giữa, anh ta mới chỉ có cái level 11 thôi. Trong khi đó thì mỡ phút thứ 12 đã có được cái level 14. Mỡ sẽ ping ra ăn đi cho mình đó là cái con lót ở trong cái tình huống này. Team của mỡ cũng đang di chuyển ra với 3 thành viên.
Dairot ở đây là 4, nhưng ở đây là có Franco. Franco đang muốn truy kích vào vị trí của Mỡ. Mỡ sẽ, ôi dồi ôi, Neymar bị ngã mù mắt rồi, nhưng Mỡ vẫn đang bắn được anh em ạ. Franco muốn chạy lại cắn Mỡ, không có tốc biến anh em ạ. Nhìn rất là tội, rất là thương. Nhưng anh ta đã phải lên bảng điểm số. Ui có Joet bật cung thần phong lên, Joet ulti không đam anh em ạ. Joet lên bảng điểm số. Ui dồi ôi, Hanabi này vừa là đam chính, vừa là xạ thủ, vừa là câu kéo skill anh em ạ. Không thể hạ gục đi được con Hanabi này ở thời điểm hiện tại. Nó cứ biến thái, nó cứ khỏe khỏe như là ở đây là có heo cất này. À, đứng núp lùm để mà định hút cái clot này anh em ơi. Nhưng mà kế hoạch của heo cất đã là bất thành. Và Mỡ sẽ bắn đi cho mình đó là cái clot này. Vâng, tốc độ bắn là rất nhanh. Mặc dù đam không quá to nhưng vẫn ăn đi được clot. Lên cho mình đó là cái món trang bị cuối cùng. Ở phút thứ 13, một cái tốc độ lên đồ có thể gọi là ối dồi ôi, wow luôn anh em ạ. Hanabi phút thứ 13 full đồ và bây giờ chúng ta chỉ việc bắn mà thôi. Franco có được một cái tình huống kéo, vấn đề ở đây là anh ta không kéo được Mỡ. Vì Mỡ lúc nào cũng thủ sẵn cho mình đó là cái chiêu 1. Cái chiêu 1 của Hanabi bây giờ, cái cơ chế nó rất là thú vị. Đó chính là nó sẽ bụng ra ảo, kèm theo đó là nó sẽ được tăng tốc độ di chuyển và tăng tốc độ tấn công. Cách combo của Hanabi thì cũng đơn giản thôi. Anh em cố gắng ném chiêu 2 vào người mục tiêu, ném chiêu cuối vào người mục tiêu, hai cái này trúng thì anh em chỉ cần việc bắn thôi. Và chiêu 1 sẽ là bật khi mà anh em lúc nào cảm thấy nguy hiểm. Tình huống này là Mỡ tốc biến lùi về, Franco kéo Mỡ nhưng Mỡ có chiêu 1 không ấy được. Nhưng mà ở đây Melissa solo 1 về 1 với Mỡ. Cô ta bật đó là cái cung thần phong lên. Nhưng Mỡ cũng có cung. Melissa bây giờ không có cửa solo được với Hanabi. Úi dồi, nó cứ mạnh mạnh kiểu như thế nào ấy anh em ạ. Mỡ đã phải nói đi nói lại cái câu này rất nhiều rồi. Và ở thời điểm hiện tại có lẽ là team bạn không một mục tiêu nào, thì bạn không một thế lực nào có thể hạ gục đi được Mỡ rồi. Má quả cười nó hơi giả tạo anh em ạ. Nhưng không sao, ý của Mỡ là nó đang trở nên rất vô địch. Một tình huống gọi là Franco muốn chạy ra cắn Mỡ, anh ta không kéo bởi vì Mỡ có giáp ảo. Nhưng anh ta không đuổi được Mỡ bởi vì tốc độ di chuyển của Mỡ là cao hơn. Sổ tầm này vô địch rồi anh em ơi. Tầm này là cân cả lò thì bạn cân cả thế giới. Vừa em hất bì, vâng, đứng rất tự tin. Úi dồi ôi, do hết định để Mỡ, anh ta lao vào cái bất khả khám phá vào người của Nana nhưng bị Mỡ kết liễu ạ. Vâng, Nana đã lùi được về nhưng cho Dairot bị kéo. Nana lên bảng đế số, pha xa double kill, pha xa đang đánh tương đối hay. Mỡ thì có mặt ở đây một tình huống chói chân trúng vào Melissa, bắn Melissa luôn anh em nhá. Mở cái vòng lên để làm cái gì? Hạ cũng đi được Melissa. Ôi, shutdown được pha xa trước khi mà Mỡ bị shutdown anh em ạ. Úi ôi, cái con Hanabi này trông thế thôi mà đau đầu anh em nhỉ. Nhìn cái sức mạnh cũng như là cái lối chơi của cái vị tướng xạ thủ này. Cho nên nếu như sắp tới anh em thấy Mỡ còn dành lời khen cho em Hanabi này thì anh em cũng đừng bất ngờ nha. Và anh em nhìn này, ui dồi ôi, hai mục tiêu với Hanabi là cực sướng, cực phê anh em ạ. Nhìn nó bắn này, nảy kìa. Ui dồi ôi, thôi anh em ơi. Thôi, nó bắn cho thì tiền đình đấy. Đấy chính là cái lý do mà Mỡ bảo với anh em là cái con Hanabi này nó cứ khỏe khỏe như nào ấy anh em ạ. Nó biến thái vãi nồi. Cứ nhiều mục tiêu là nó thích và lý tưởng nhất là bắn hai mục tiêu. Vâng, và với việc team bạn lên bảng điểm số tới 4 thành viên như thế này, Mỡ đã ăn được lót ở phút thứ 17 và team bạn thì mất 3 đường. Như thế này thì sẽ làm cái kết cực kỳ có hậu dành cho team Mỡ và team bạn trải qua một cái trận đấu 17 phút đồng hồ. Cả hai team ăn được cho mình tổng cộng là 72 mã hạ gục thì team bạn đã phải đầu hàng. Vâng, họ đang rất nỗ lực, tầm này thì Mỡ vô địch rồi, thật ra bắt được Mỡ. Ôi, 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 cái lũ mẹ, cái gì đó. Cái mã bố con pha xa anh em ơi. Ôi dồi, mẹ cái vũ hạt tiên kích của nó cho Mỡ đi chuồng gà rồi anh em. Cái này đánh gì rồi, lùi lại một nhịp với game nhá. Chờ lót lên đi anh em ạ. Vãi cả nồi. Mẹ nó vũ hạt tiên kích của Mỡ, cái tầm mà Mỡ bó tay chịu chó luôn anh em ạ. Rồi, đầy máu rồi, ok. Tránh cái vũ hạt tiên kích của con pha xa nhá. Và đây là một tình huống Mỡ trói chân được, đó là cái vị tướng Joet. Joet đang bị bắn rất nhiều nhưng Natalia lại đứng đấy để mà chơi các ông ạ. Bây giờ mới lao vào thì khả năng cao lại mất bố cho mình, đó là cái giáp bất tử rồi, một tình huống xử lý qua lôi đến từ Natalia. Nhưng thôi không sao anh em ạ, Lord đã được vào mang theo đời lính được cường hóa, máu của Mỡ không quá nhiều bởi vì pha xa cấu gì là rất đau. Bây giờ mà bị dính thêm cái vũ quả là Mỡ ngọn này, nhưng Mỡ có giáp ảo, Mỡ có máu, Mỡ ui heo cơn vào phía bên này nhưng Mỡ có cung, Mỡ mở cung lên kết liễu đi được heo cơn và bắn nhạ thôi anh em ạ. End game, yes. Why, của cái trận đấu mà Hanabi khỏe phết các ông ơi. Đấy, Hanabi đấy anh em ạ. Sắp tới không biết nó khỏe đi như thế nào bởi vì nó sắp có skin Moonlit Ninja anh em ơi. Đấy, và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like, được kênh nhá. Ui, cầm Hanabi chuỗi 31 thắng công ơi.